Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Quốc phòng an ninh hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn phóng sự các lực lượng vũ trang huyện Cư Jút nỗ lực chung tay phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chống dịch như chống giặc, thời gian qua các lực lượng vũ trang ở huyện Cư Jút luôn tích cực chủ động phối kết hợp các đơn vị liên quan trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mùa dịch. Ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị công an, quân sự và đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện đã đồng bộ triển khai kế hoạch cụ thể đến toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Các đơn vị đã chủ động công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện thường xuyên kiên quyết các biện pháp đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, làm sai lệch chủ trương đường lối của Đảng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cán bộ chiến sĩ được quán triệt tinh thần là một tuyên truyền viên giỏi và tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, song cũng không làm nhân dân lo lắng hoang mang. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Lộc Na đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì đó là công tác phòng chống dịch COVID-19. Những cái vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chúng tôi được lồng ghép những cái nội dung trong đó thì có cả thực hiện những cái biện pháp ở địa bàn, trên đơn vị và trên biên giới. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì việc duy trì thực hiện cái tổ chốt phòng chống dịch COVID trên biên giới, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh ở đơn vị, địa bàn được đặc biệt quan tâm chú trọng. Các lực lượng vũ trang ở huyện Cư Jút đã tổ chức lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, các tuyến trọng điểm, đảm bảo tốt an ninh nông thôn, quản lý nắm chắc hoạt động của một số người về từ vùng dịch hoặc có liên quan đến người đến từ vùng dịch, sẵn sàng xử lý tốt tình huống phát sinh theo từng cấp độ. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo phối hợp với các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thực trạng tình hình dịch bệnh COVID-19, những nguyên nhân phát sinh, lây lan, các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn để nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng đã tăng cường tuần tra 24/24 giờ tại các địa bàn trên tuyến biên giới nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không chấp hành các quy định của chính phủ về thực hiện cách ly toàn quốc. Đồng thời cử lực lượng tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 14 tại địa bàn xã Tâm Thắng, giáp ranh với thành phố Buôn Ma Thuột để điều tiết giao thông, kiểm soát người và các phương tiện ra vào địa bàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chống dịch như chống giặc, các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bản thân tôi là một cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, công tác tại đơn vị công an huyện Cư Jút, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng và tín nhiệm giao cho nhiệm vụ là trưởng ca trực của K1 tại chốt kiểm dịch COVID-19 2019 của địa bàn huyện Cư Jút và của đầu tỉnh Đắk Nông. Thì nhất là bản thân tôi là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và là một người đảng viên luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình, bản thân cũng như các đồng chí trong ca trực, đồng chí là thuộc cán bộ công an huyện Cư Jút, cán bộ của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông, đoàn viên thanh niên đoàn xã Tâm Thắng, huyện đoàn Cư Jút, đoàn thị trấn Eatling và các cán bộ thuộc phòng y tế bệnh viện huyện Cư Jút. Chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, mỗi người tự thức được cái trách nhiệm, cái tinh thần, cái bản thân của mình và sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào đó về của địa bàn huyện, địa bàn tỉnh cũng như góp phần một phần nhỏ để giúp cho đất nước vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Có thể nói với sự quyết tâm đoàn kết của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng toàn dân và cả hệ thống chính trị trên mặt trận chống dịch, tin rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ được đẩy lùi. Chuyên mục Quốc phòng an ninh hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.